Xin chào mọi người. Hôm nay là ngày 19 tháng 5 là ngày sinh nhật Bác nhé. Sinh nhật Bác Hồ Chí Minh, chủ tịch kính yêu của chúng ta. Đấy, hôm nay mình sẽ tiến hành làm một cái video để cập nhật cho các bạn thấy cái cây hoa giấy của mình lên chậu nó to như thế nào. Và bây giờ nó đã mọc rất là nhiều cành, sum xê rồi, thành tán rồi. Cái cành nó mọc mình đã cắt tỉa bỏ rất là nhiều, bởi vì mình định hướng cho nó mọc để tạo thành tán, tay tán bonsai nhé. Hoa giấy ấy, thường nó cứ mọc thẳng vụt lên trời ấy. Nhưng mà chúng ta sẽ không cho nó mọc như thế, chúng ta cắt bỏ hết những cái cành đấy và chúng ta uốn kéo xuống, kéo bay ngang nó ra. Đấy, để mình làm một cái cây thành một cây bonsai khủng luôn. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Dưới chân núi Ba Vì nhá. Đấy, nhìn cái thân nó đấy. Đấy, giờ mình sẽ từ từ mình quay sát lại để các bạn xem nhá. Hiện tại nó đang có hoa rồi nhá. Cái chậu này của mình là chậu 1 mét, đường kính là 1 mét, mét vuông luôn. Mình hàn khung ở trong nhé, hàn khung từ dưới đáy này, đáy ở trong, xong rồi kéo lên. Cái khung của này mình làm cái khung này không phải để mình là tạo dàn, mà cái khung này mình chỉ để giữ cái thân để cho nó có bão, gió bão nó không đổ thôi, chứ mình không làm dàn. Mình định hướng cái cây này là mình làm thành bonsai, cây bonsai lớn, nên là mình không làm dàn. Đấy, các bạn xem đi, thấy chưa? Đấy, nó đã hình thành rồi nhá. Hiện tại các cái cành von thẳng lên trên là nó mọc ở trên những cái cành tay ngang nhá. Cái tay mình kéo ngang ra và nó vọt lên thì mình để nó cứ mọc thoát cái cành đấy để cho nó to cái tay ngang ra, nên mình chưa cắt. Đấy, để nó già già một tí là mình sẽ cắt bỏ, thì lúc đấy nó sẽ không còn cái cành đấy nữa, cành vọt nữa, mà nó chỉ có những cái tay bay ngang. Đấy, các bạn thấy gốc khủng chưa? Đây là cây hoa giấy tím Huế nhá. Mình cũng đang rất muốn là ghép 5 màu vào, hoặc là ghép sắc pháo vào cho nó nhiều hoa. Thế nhưng mà khả năng ghép vất vả và cũng khó làm. Hoặc là ngũ sắc 5 màu. Đấy, đây nha các bạn nhìn này, nó đã có hoa rồi. Ý, thấy không? Đấy, hoa của nó đấy nhá. Hoa của nó đấy. Hoa chưa to lắm, bắt đầu có hoa, được mấy bông. Đấy, đẹp muốt luôn. Dưới chân núi Ba Vì, cái cây này của mình quá tâm đắc luôn. Mình thì thích chơi hoa giấy, cho nên là thiết kế được cái cây này thì cảm thấy quá là ưng ý luôn. Bởi vì cái thân của mình, cái tay, để các bạn xem là cái thân của mình nó to và nó liền hết nhé, thân mịn màng luôn. Đấy, đây quay trực tiếp rồi các bạn. Đây là những cái cành này là mình nuôi để nó thoát ra nhá, nuôi xong một bữa nữa, một ít thời gian nữa là mình cắt bỏ để tạo u cục của gốc, cho cái gốc nó to ra nữa, cho nó côn cây. Đấy, thấy không? Đấy, thần mịn lắm các bạn, mà đường nét đấy. Ở trên này cắt tay cành nó đâu bay ra nhá.
Năm trước thì mình lên chậu ấy thì thường thì các người làm cây với cả một số anh em thì sẽ làm theo kiểu là để cái những cái tay kia, để những cái tay kia nó dài, cắt không cắt ngắn như mình, cắt dài ra để nó có tán luôn. Thế nhưng mình thì lại thích làm cái kiểu khác, mình thích làm cắt giật, mình cắt ngắn vào. Đấy, bây giờ bắt đầu mình chấp nhận mình nuôi vài năm nữa, nuôi các cái tay nó bay ra để cho nó đẹp. Đấy. Quay sát lại các bạn. Đấy, cái đường kính này của mình là nó vanh là 80 nhá. Đấy, cái này của mình là 22 phân, bàn tay mình 22 phân, vanh 80 đấy, nhịn màng hết luôn. Cây này cũng nhiều người thích, cũng hỏi mua. Thế nhưng mà thực ra bây giờ nó đang là cây phôi, thế cho nên là bán cũng rất là tiếc. Nếu mà bán giá cao thì chả ai mua, bán giá thấp thì phí. Biết bao giờ cho làm được một cây như này. Thế nên là mình quyết định mình để mình làm chơi. Cái này trên sân có một cái cây như thế này cảm thấy là tuyệt vời luôn. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đây, mình tiếp tục nuôi các cái tay nó bay ra đấy. Đó. Cái vết này là trước là nó dựa vào tường ấy. Dựa vào tường cho nên là nó đè, nó có một vết phẳng này, nhưng may nó vẫn có da nhá. Vẫn có da cho nên là ok, không sao cả. Đấy, da nó mịn màng này. Sướng. Phải nói là cây hoa giấy này quá đẹp luôn. Đấy, chiều này đang ngược nắng thì có thể là không nhìn thấy gì. Đây, chúng ta cho tí xem ngược nắng ra là chúng ta có nhìn thấy gì không nhé. Đó, hơi ngược nắng mặt trời. Mặt ngược mặt ông mặt trời. Đây. Đấy, ông mặt trời nhá, xuyên qua kẽ lá, thấy không? Đấy, ông mặt trời. Ở góc nào cũng đẹp nhá. Đây, các bạn nhìn thấy hoa chưa? Đấy, hoa nhá. Những cánh hoa đầu tiên, gọi những cánh hoa đầu tiên của siêu cây tím Huế của mình. Mình cứ gọi là siêu cây như siêu cây của mình nhá. Còn ở ngoài xã hội thì cây rất là nhiều, cây đẹp rất là nhiều, cây to rất là nhiều. Mình cứ siêu cây của Ba Vì của mình. Video mình là quay thì cũng tính chất là để giải trí, các bạn xem để vui chơi thôi nhá, chứ không có ý định gì nhá. Cũng không phải chuyên gia cây mà cũng không phải là chuyên gia làm video. Thế cho nên có cái gì nó không hợp lý các bạn thông cảm. Đấy. Qua cái video này các bạn cũng có thể tư vấn cho mình xem là có ghép được cái cây này thành 5 màu không. Đảm bảo khi ghép là đảm bảo các cành không được, tóm lại phải đạt tỷ lệ hết, không bỏ cành, để nó đảm bảo cái tay tán của mình đã cắt giật xung quanh. Nếu bác nào mà khả năng ghép được thì có thể là comment ở bên dưới thì em sẽ liên hệ nhờ ghép cây này ở Ba Vì Hà Nội nhé. Đấy, cây tím Huế. Đẹp quá các bạn, thật là tuyệt vời luôn. Dưới chân núi Ba Vì mà nó có cây như này, đã không? Rồi. Rồi. Cái nữa các bác là chuyên làm cây cho em hỏi là
Em muốn làm cái cây này nó cắt giật, tay tán nó cắt giật để tạo thành cây bonsai khủng, hoặc là ít nhất là cũng làm thành cái có cái tán dáng làng nhưng mà nó phải bay bay tí, các cành nó phải bay. Thế nhưng mà bây giờ em nuôi cái cành to ra đấy, nhưng mà muốn cắt giật, nhưng mà theo các bác là cắt giật ngay từ lúc nó còn bé như này hay là để nó to rồi mới cắt? Vì thường hoa giấy là khi cắt to là cái vết to là nó hay bị thương, nó hay không liền sẹo, nó hay nó sẽ sau này về lâu về dài nó sẽ tạo cái vết lũa lớn, thì nó sẽ không được bền cây, không được mịn màng. Thế theo các bác là cắt giật luôn từ bé khi cành nó còn non như này hay là để sau này, để sau này nó to hẳn, nuôi to hẳn? Thường nếu mà làm xanh ấy, thì cứ nuôi to hẳn thế xong bắt đầu mới cắt đấy, nhưng mà cái hoa giấy thì lại khác. Hoa giấy để to hẳn thì cắt thì cũng sợ nó bị ảnh hưởng đến thân. Ui ngắm thế đẹp đây nha, những cái bông hoa là đầu tiên, bông hoa đầu tiên quá đẹp luôn, mịn màng. Đó, dưới chân núi Ba Vì có một cây xanh, có một cây hoa giấy tuyệt vời ông mặt trời. Khi đứng ở dưới thấp thì nó cao như ngọn núi Ba Vì, nhưng bây giờ lên cao để quay xuống thì nó lại rất là nhỏ bé dưới núi Ba Vì. À, sau này khi nó tán, nó tán thành như cái ô này mà là cái lượng hoa của nó kín, cắt dày răm là đẹp mỹ mãn luôn các bạn ạ. Đấy, cho các bạn xem luôn cái vườn cây mình. Đấy, cho các bạn ngắm những cái bông hoa giấy đầu tiên nhá. Bông hoa giấy đầu tiên dưới chân núi Ba Vì của cây hoa giấy khủng này. Quá khủng luôn. Mình ngày xưa cách đây khoảng chục năm ấy, mình thích hoa giấy. Bởi vì làm sao? Bởi vì hoa giấy dễ chăm, dễ trồng. Và nó phát triển rất là mạnh, hoa lại đẹp, hoa bền nữa. Để sau đấy bắt đầu mình đi mua và mình nhân giống. Và mình mua, mình làm. Thời đấy mình mua làm thì không để ý là có cái loại. Thực ra là đến bây giờ thì mọi người mới phân biệt các cái loại hoa giấy đẹp. Trước đấy là cứ gọi là hoa giấy. Đấy, bây giờ mới có các màu nào là sắc pháo hai màu, rồi thì hồng đỏ, rồi thì cam đủ các kiểu. Đấy, sau đấy mình mới làm thì ở vườn mình có rất nhiều hoa giấy nhưng mà lại toàn tím Huế. Có một cây bonsai rất là đẹp nhưng mà cũng là tím Huế. Thế nên bây giờ mình khoái nhất là sắc pháo. Tại sao mình khoái sắc pháo mà mình không thích các cái màu khác, hoặc là năm màu hay nọ kia, mà cái sắc pháo là hoa nó rất là nhiều, cây nó cằn, hoa nhiều, hoa khỏe, hoa mà hoa tươi đẹp, sáng đẹp. Cái tím Huế này thì nó hay nở vào mùa đông, mà mùa đông thì trời nó ỉu xìu xìu, bông hoa nó tím đập đầm đập, nhìn nó cũng không được phê cho lắm. Nhưng mà cái tím Huế này được cái là nó phát triển cái thân thì rất là tốt,
Cho nên là các cái nhà vườn mà họ làm thân xong ở trên họ ghép 5 màu hoặc là ghép sắc pháo nào thì cũng được. Nhưng cây này thực ra mình chỉ cần muốn là nếu mà được ai mà ghép cho mình thành sắc pháo không cũng được. Xong nó rực một màu này sắc pháo cũng rất là phê. Cái gốc của mình trên này dự kiến ở trên cái tán của mình nó cũng phải vài mét vuông đấy các bạn. Đó. Quay lại hết lượt một lần nữa để cho các bạn ngắm nhá. Mình sẽ kết thúc video. Các bạn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Và tiếp tục theo dõi mình để mình sẽ tiếp tục đăng các cái video mà cái cây hoa giấy này nó phát triển. Các bước tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người nhá. Nhớ là video này mình chỉ đăng mang tính chất giải trí nhá, chứ không hướng dẫn cách làm hay không chỉ bảo ai cái gì cả. Giải trí cho nó vui vui cho anh em đam mê hoa giấy thôi. Đấy, cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người một mùa hè sức khỏe và vui vẻ, gặp nhiều may mắn.